Ninh Bình có Hà Thị Cầu, nghệ nhân hát sẩm hàng đầu Việt Nam, trầu thơm miệng hát Tây đàn, lắng hồn dân tộc trong ngàn câu ca. Từ bé đã biết theo cha, đi hát cùng mẹ gần xa khắp vùng, ngợi ca chữ hiếu chữ trung, chữ nhân chữ nghĩa, ung dung hành nghề, thiên tài hát sẩm làng quê, giữ hồn dân tộc, tổ nghề xứng danh. Cái mối chết đi gì rồi, ông già tôi chết năm tôi mới có 11, năm 13 là phải dẫn mẹ đi vào mấy nhà Linh Bình để hát, kiếm ăn. Vâng, ông một thôi như vậy, mẹ còn nhà bà vào đây ngồi với hai vợ chồng thôi. Bà già thì cũng kém mắt, loạ hẳn. Còn chỉ có tôi thì lúc giờ còn bé nghít. 13 tuổi xong rồi, coi như là đi hát cùng với thầy con, xong đến 16 tuổi thì lấy. Vâng. 16 tuổi trên mở ông hát đi, rồi là ông nói với người quen đấy rằng là ở đây ai ấy bùa. Để đi lấy bùa đi, có bùa vậy nên là mới lấy ông, chứ không có 16 ai, lấy ông 49 ấy. Đến giờ thì chúng nó cũng còn đặt kén. Đẹp trai này, hát hay này, đàn bầu này, sáo quyển, sáo này, đàn nhị này, chống phách này. Vâng. Lại còn trùm phường, người cao lớn đẹp trai thế, bảo bùa. Khi buồn thì hát Giọt nước kính bèo. Đấy, là tham thân trách phận đấy. Khi vui cũng hát đấy. Khi vui những tình mẫu tử, mẹ kiếm con và nhà chồng đấy. Khi nào mà thầy yêu vui nhất thì vui hát đấy. Đã khi yêu nhau rồi còn hát. Ông bán thì ông chửi đấy. Giờ ông đuổi anh bà mẹ nó tôi không nữa. Chúng ta cũng phải có những người dân ở đây trước đang chửi và đang tổ chức chúng ta xem một cảnh này. Và tiếp theo xin mời các bạn giới thiệu và kính mời gia đình nhân sinh và thế hệ trên và thế giới trên là kính mời các bạn.